Đà Lạt, ai cũng nghĩ ngay là một thành phố muôn ngàn sắc hoa, ngập tràn những cánh hoa anh đào giữa trời xanh mây trắng mỗi khi xuân về. Vốn cởi mở thanh lịch và mến khách, người Đà Lạt góp phần thu hút khách du lịch. Con người Đà Lạt sống trong một vùng khí hậu mát mẻ quanh năm, tạo cho con người Đà Lạt niềm vui, cho con người sự mát lành, thông thái, cũng tạo nên nét đẹp kinh tế, kiến hòa, chân thực, góp phần tạo cho Đà Lạt một nét đẹp tinh tế, hiền hòa và chân thực nhất với con người Đà Lạt. Nét sống của con người Đà Lạt với nét văn hóa dân tộc cổ truyền, kết hợp với đó là một lối sống của phương Tây phóng khoáng, tạo cho du khách một cảm giác lịch lãm lôi cuốn. Giọng nói của con người Đà Lạt rất đặc biệt, rất trong trẻo và nhẹ nhàng, mang đầy tinh túy bản sắc miền Tây, Bắc, Trung, Nam. Đây là nét đặc trưng của con người Đà Lạt. Nơi đây được mệnh danh là thiên đường của du lịch, có khí hậu ôn hòa và thời tiết quanh năm. Đà Lạt ẩn hiện mình trong những tán rừng thông xanh bạt ngàn, cùng với đó là những làn sương mỏ làm tôn lên vẻ đẹp của thành phố Đà Lạt. Ngoài ra, thành phố Đà Lạt ngàn hoa còn có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. Đây là thiên đường du lịch mà không một thành phố nào tại Việt Nam sánh bằng. Những địa điểm tại Đà Lạt được rất nhiều du khách đến để tham quan thường là vườn hoa thành phố Đà Lạt, tháp Đa Tăng La Đà Lạt, thung lũng tình yêu Đà Lạt, núi Lamian thành Đà Lạt. Những địa điểm này là những địa điểm nổi tiếng gắn liền với những câu chuyện tình cảm từ thời xa xưa cho đến nay. Đà Lạt thành phố ngàn hoa. Khi nói đến Đà Lạt, chắc hẳn ai cũng nghĩ ngay là một thành phố có hoa nở quanh năm suốt tháng. Đà Lạt được xem là vương quốc của các loài hoa, có thể chia các loài hoa Đà Lạt thành bốn loại: hoa rừng như hoa mai anh đào, hoa mua, hoa sim, hoa phong lan, hoa từ phương Đông và phương Tây mang tới, trà mi, thiên ý, hoa forget me not, mimosa, hoa cẩm tú cầu Đà Lạt. Các loài hoa dại như hoa dã quỳ, hoa cỏ đào hồng Đà Lạt, ngũ sắc, bìm leo, báo vũ, mẹ thiên nhiên đã khéo tô điểm cho thành phố núi Đà Lạt, thì cũng là lúc hoa mai anh đào khoe màu hồng thắm, làm xôn xao biết bao nhiêu lòng người. Ngoài ra, khi đến mùa hè, Đà Lạt lại thể hiện được sức hút quyến rũ của mình mà không một thành phố nào bị kịp. Hầu hết mọi người trên đất nước Việt Nam đều đổ bộ vào Đà Lạt vào những ngày hè với hai mục đích chính. Thứ nhất là tránh nắng nóng khắc nghiệt. Việc thứ hai là tham quan du lịch các địa điểm nổi tiếng tại Đà Lạt. Thành phố Đà Lạt là thành phố của muôn vàng loài hoa, nằm trên vùng cao nguyên Lâm Viên hùng vĩ thơ mộng. Nơi đây có một kiểu khí hậu rất đặc trưng mà không một thành phố nào có được. Đà Lạt là tên do một vị bác sĩ đặt cho vị trí địa lý thành phố Đà Lạt. Đà Lạt là một thành phố có vị trí địa lý chắc địa nhất tại Việt Nam, một thành phố tọa mình trên một mảnh đất cực kỳ lý tưởng. Thành phố Đà Lạt ngàn hoa tọa mình trên cao nguyên Lâm Viên Đà Lạt. Vùng đất này có diện tích lên tới 400 km², là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng. Đà Lạt còn tiếp giáp với những mảnh đất trù phú khác nhau. Phía bắc của thành phố giáp Lạc Dương, phía tây thành phố giáp với huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, còn phía nam và phía đông giáp với huyện Đơn Dương, Đà Lạt. Thành phố Đà Lạt ngàn hoa khắc lên mình một vẻ đẹp tinh túy, cùng với đó là nhiều bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào Tây Nguyên, là những chương trình âm nhạc mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc như ca múa nhạc, chơi các loại nhạc cụ dân tộc độc đáo trong những ngày lễ hội lớn nhỏ của thành phố Đà Lạt.
Cứ 2 năm một lần thì thành phố Đà Lạt lại chào đón Festival Hoa một lần. Ngoài ra, mùa lễ hội này là mùa lễ hội tôn vinh các loài hoa tại Đà Lạt, cùng là một thời gian để Đà Lạt quảng bá thương hiệu nổi tiếng tại Đà Lạt, để mọi người trong và ngoài nước biết đến Đà Lạt. Đà Lạt có nhiều nét kiến trúc độc đáo, cùng với những biệt thự cổ kính nổi tiếng tại thành phố Đà Lạt từ thời Pháp đến nay. Đà Lạt còn có một thư viện tỉnh Lâm Đồng được cất giữ hơn 200.000 cuốn sách quý tại Đà Lạt, cùng với hàng chục bản báo cáo tạp chí nói về Đà Lạt. Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng của thành phố Đà Lạt được lưu giữ hơn 15.000 hiện vật quý về nghiên cứu lịch sử. Ngoài ra còn có nhà thiếu nhi Lâm Đồng Đà Lạt, nơi đây là một nơi nổi tiếng dành cho các em nhỏ biểu diễn những tiết mục văn nghệ dân tộc tại Đà Lạt. Đà Lạt có một kiểu khí hậu đặc trưng mà không nơi nào có được, đó chính là sương mù bao quanh thành phố. Những thời điểm xuất hiện sương mù thường xuất hiện từ tháng 2 cho đến tháng 5, từ tháng 9 cho đến tháng 10 hàng năm tại Đà Lạt. Sương mù thường tập trung vào lúc sáng sớm hoặc vào lúc tối, bởi Đà Lạt có một địa thế cao vút là địa hình lý tưởng để sương mù xuất hiện. Con người Đà Lạt hiền hòa, thân thiện và mến khách. Như những sắc màu e ấp. Địa hình thành phố Đà Lạt là một địa hình phức tạp, gồm nhiều loại địa hình khác nhau của nhiều vùng đất tập trung tại đây. Đà Lạt được chia thành hai loại địa hình rõ rệt là địa hình thấp đồng bằng và địa hình đồi núi cao. Hầu hết địa hình đồi núi nằm xung quanh cao nguyên Lâm Viên, bao quanh thành phố. Các dãy núi này tạo thành một bức tường rào bảo vệ có ích lợi chắn gió. Ở giữa là một lòng chảo rộng 1.700m, đây cũng là trung tâm của thành phố Đà Lạt ngàn hoa. Phần địa hình thấp của thành phố Đà Lạt là phía lòng chảo. Nơi đây bao gồm những dãy núi nhỏ, đỉnh tròn có độ cao tương đối thấp, từ 25 cho đến 100m. Những dãy núi như những lượn sóng nhấp nhô. Khí hậu của Đà Lạt. Do địa hình được thiên nhiên ưu ái, tọa lạc tại một độ cao vô cùng lý tưởng, cho nên thành phố Đà Lạt được bao quanh bởi rừng thông xanh bát ngát. Quanh năm khí hậu ôn hòa mát mẻ, Đà Lạt là thành phố có khí hậu tuyệt vời nhất nước ta. Khí hậu dịu mát quanh năm, nhiệt độ trung bình không quá 20 đến 21 độ C, bao gồm cả những ngày nóng nhất. Nhưng một điều đặc biệt nữa là Đà Lạt cũng không lạnh quá. Trong những tháng mùa đông, tại Đà Lạt nhiệt độ không dưới 10 độ C. Từ sau khi xây dựng xong, theo lời kể của những nhân chứng sống ở quanh khu biệt điện, vào thời điểm nhà họ Ngô vẫn nắm trong tay đỉnh cao quyền lực, xung quanh khu biệt điện không ai dám bén mảng lại. Tất cả mọi hoạt động diễn ra bên trong khu biệt điện đều là những điều bí ẩn. Việc canh gác ở đây diễn ra vô cùng nghiêm ngặt. Có hàng chục lính canh được trang bị vũ khí hiện đại canh gác 24/24, đến nỗi một con chim cũng không thể lọt vào bên trong khuôn viên khu biệt điện. Năm 1963, cuộc đảo chính xảy ra, Tổng thống Ngô Đình Diệm và anh trai là Ngô Đình Nhu, cũng chính là chồng của Trần Lệ Xuân. Cả hai anh em đã bị ám sát, nhà họ Ngô đã đến thời kỳ lụi tàn, toàn bộ tài sản của họ đều bị chế độ Sài Gòn tịch thu. Bà Trần Lệ Xuân và bốn người con sống cuộc sống lưu vong ở bên Pháp, sau này được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trưng dụng làm bảo tàng sắc tộc Tây Nguyên. Một thời gian được xây dựng làm địa điểm tham quan, nơi đây thu hút rất nhiều người đến để chiêm ngưỡng công trình xa hoa lộng lẫy, được mệnh danh là đệ nhất trời Nam của bà Trần Lệ Xuân. Năm 1975, sau khi giải phóng miền Nam Việt Nam, nơi đây trở thành hoang tàn hơn bao giờ hết, một phần bị ảnh hưởng bởi dấu tích của bom đạn, một phần bị ảnh hưởng bởi những người dân sống xung quanh. Họ tận dụng nơi đây làm nơi chăn nuôi gia súc, hồ bơi thì dùng để nuôi cá, do đó khu biệt điện Trần Lệ Xuân xuống cấp vô cùng nghiêm trọng và trở nên hoang phế từ những năm sau đó. Khu biệt điện trở nên hoang tàn và đi vào quên lãng bởi sự tàn phá của thời gian mấy chục năm lãng quên, cũng đủ để xóa sạch dấu vết kỷ niệm lộng lẫy của những con người có quyền uy bậc nhất chế độ Sài Gòn thời bấy giờ. Năm 2007, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ đã chi hơn 50 tỷ đồng để trùng tu tôn tạo khu biệt thự điện, trả lại vẻ đẹp vốn có của nó từ một phế tích bỏ hoang mấy chục năm. Rất nhiều những hạng mục đã bị xuống cấp nghiêm trọng, tuy nhiên vẫn giữ lại những nét kiến trúc cũ ngày xưa vô cùng đẹp và cổ kính. Nơi đây chính thức trở thành trung tâm lưu trữ quốc gia 4, trung tâm sử dụng những ngôi biệt thự làm khu trưng bày tài liệu lưu trữ quý hiếm, độc đáo và đặc sắc, được tổ chức theo từng chuyên đề để đón du khách trong nước và ngoài và quốc tế để tới tham quan tìm hiểu về lưu trữ lịch sử văn hóa Việt Nam. Đây cũng là nơi lưu trữ mộc bản triều Nguyễn, một di sản tư liệu thế giới đã được UNESCO công nhận.
Từ năm 2008 đến nay, biệt điện Trần Lệ Xuân trở thành địa điểm du lịch Đà Lạt không thể thiếu, thu hút hàng ngàn lượt khách trong và ngoài nước đến mỗi ngày. Đặc biệt là những người phục vụ trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa rất thích đến đây để hoài niệm, tìm hiểu về những bí ẩn của gia đình họ Ngô được ẩn giấu trong khu biệt điện này. Ga Đà Lạt là nhà ga tàu hỏa của thành phố Đà Lạt. Nhà ga được người Pháp xây dựng từ năm 1932 đến năm 1938 thì hoàn thành, là nhà ga đầu mối trên tuyến đường sắt Phan Rang Tháp Chàm Đà Lạt, dài 84 cây số. Nhà ga có phong cách kiến trúc độc đáo, có 3 mái hình chóp là cách điệu ba đỉnh núi Lang Biang hoặc nhà Rông Tây Nguyên. Nhà ga đã được Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Ga Đà Lạt là một trong hai tuyến đường sắt cùng với tuyến đường sắt Amber Thụy Sĩ có thiết kế đặc biệt là có bánh và đường ray xe lửa theo hình dạng răng cưa để vượt núi. Năm 1972, do chiến sự diễn ra khốc liệt ở miền Nam Việt Nam, đoàn tàu phải dừng hoạt động vì đường ray liên tục bị cài mìn phá vỡ. Sau giải phóng, tuyến đường sắt được khôi phục và chính thức kéo còi vào ngày 19 tháng 5 năm 1975 nhân ngày sinh nhật Bác. Tuyến đường sắt duy nhất hiện nay tại ga Đà Lạt vẫn còn phục vụ du khách chính là tuyến thành phố Đà Lạt Chạy Mát dài 7 km đưa du khách tới Chạy Mát và chùa Liên Phước. Ga Đà Lạt là ga sử dụng đầu máy xe lửa hơi nước. Đầu máy xe lửa hơi nước là một đầu máy xe lửa tạo sức kéo thông qua một động cơ hơi nước. Những đầu máy xe lửa này tạo năng lượng bằng cách đốt cháy các vật liệu như than đá, than cốc, gỗ hoặc dầu để tạo ra hơi nước trong nồi hơi, từ đó tạo ra áp suất giúp các động cơ hoạt động. Như chúng ta có thể thấy, giữa những thang ray đường sắt có những khe hở nhỏ. Những khe hở nhỏ này giúp các thang ray có thể giãn nở ra khi trời quá nóng. Nếu như không có khoảng trống, sẽ làm đường ray bị hỏng, bị lệch và từ đó gây nguy hiểm cho các tàu lửa. Tương tự như tín ngưỡng dân gian, tôn giáo trong cộng đồng dân cư ở Đà Lạt cũng không kém phần đa dạng. Hầu như các tôn giáo lớn của đất nước đều tìm được chỗ đứng của mình trên xứ sở Hát Đổ, Hông Reo. Trong đó, đạo Phật có số lượng tín đồ đông đảo nhất. Kế đến là đạo Công giáo, đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, hay còn gọi là đạo Cao Đài và đạo Tinh Lành. Theo dòng lịch sử, các tôn giáo đã được du nhập vào vùng cao nguyên Lang Biang khá sớm. Sự tăng trưởng về số lượng tín đồ, cơ sở thờ tự cũng như đội ngũ hành đạo chuyên nghiệp của các tôn giáo đều gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của thành phố. Điều đó cũng có nghĩa là cho đến những thập niên gần đây, sự tăng trưởng tín đồ tôn giáo ở thành phố cao nguyên này chủ yếu là tăng cơ học. Hiện nay chúng ta có Phật giáo, Thiên Chúa giáo, đạo Kitô, đạo Tinh Lành, đạo Cao Đài, ngoài ra còn có cả Công giáo. Việt Nam ta là một quốc gia đa tôn giáo, nguyên nhân là ta có đa dân tộc và lịch sử trải qua nhiều biến cố, sự kiện tôn giáo khác nhau. Nhưng các tôn giáo đều hướng ta đến cái hiện và sự an lành. Chính vì thế, nhà nước ta có chính sách bình đẳng giữa các tôn giáo. Đó là cơ sở tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy tình đoàn kết keo sơn gắn bó nhân dân Việt Nam, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc ta trong công cuộc xây dựng đất nước, và đồng thời cũng ngăn chặn tích cực những cuộc kích động thông qua lợi dụng vấn đề tôn giáo gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự quốc gia. Sử dụng con xi sinh tạo ra cây dâu tằm tứ bội rồi cho lai với cây lưỡng bội tạo ra dạng tam bội có năng suất lá cao hơn, tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến. Dâu tằm được tạo ra từ phương pháp nuôi cấy mô bằng phương pháp nhân giống vô tính để cây con sinh trưởng và phát triển như cây mẹ. Lai tạo hoặc gây đột biến để tạo, chọn giống mới cho cây chè. Cây khoai tây được áp dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào để tạo ra giống có chất lượng tốt.
Từ trái cây, nông sản, nếu đi vào thực tế phân tích kỹ, chúng ta thấy rằng hệ thống lưu thông phân phối quá nhiều tầng nấc. Trong mỗi tầng nấc đó, người tham gia phân phối phải làm sao đảm bảo có lời. Vì vậy, họ cố làm thế nào để mua nông sản tốt nhất, giá rẻ nhất và bán được với giá cao nhất, nhanh nhất. Dẫn đến việc nông sản ở Đà Lạt và nơi chúng ta sinh sống bị chênh lệch rất nhiều. Có sự chênh lệch về giá cả nông sản vì Đà Lạt có khí hậu lạnh phù hợp cho nhiều loại trái cây nên giá cả trái cây được mua tại Đà Lạt sẽ rẻ hơn các nơi khác, ví dụ Bình Dương, chủ yếu là do phí vận chuyển. Em đưa ra một ví dụ thế này, chỉ riêng chi phí vận chuyển gồm bốc vác, thuê xe của chủ vựa từ các địa phương có nông sản lên Thành phố Hồ Chí Minh đã mất khoảng 2.000 đồng một ký, phần lời của chủ vựa là 500.000 đồng một ký nữa. Tức là tổng cộng giá đã đổi thêm 2.500.000 đồng ký. Nhưng không phải người dân đã bán cho các chủ vựa ngay vì sản lượng ít, đường vận chuyển xa nên họ phải bán cho một nách nữa là các thương lái tại địa phương. Qua thương lái, giá nông sản bị cộng thêm ít nhất vài nghìn đồng một ký. Khi nông sản lên đến các chợ đầu mối tại Hồ Chí Minh, chủ vựa bán lại cho một người trung gian để người này đổ mối cho những người buôn bán tại chợ đầu mối. Phần lời của người trung gian là 500 đồng một ký. Người trung gian bán cho người bán lẻ tại các chợ, cửa hàng với mức lời khoảng 1.500 đồng một ký. Như vậy, từ vườn đến người bán lẻ, giá nông sản đã tăng tổng cộng 6 đến 7.000 đồng một ký. Nhưng đó chưa phải là con số cuối cùng vì khâu bán lẻ tới tay người tiêu dùng mới là đối tượng đẩy giá lên nhiều nhất. Thông thường là 40 đến 50% giá trị mà họ mua hàng. Welcome to Đà Lạt. My friends and I are traveling to Đà Lạt, a beautiful land. You know, here is so cold, but the life is very bustling.
and is the most impressive when I come to Đà Lạt. Moreover, possessing a romantic natural landscape, Đà Lạt is also as a city of mist, city of pine forest, city of hills, streams, lakes, and waterfalls. Đà Lạt is also known as the paradise of dreams, paradise of love, paradise of festivals and flowers.